Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Hồng Nhung rất hân hạnh khi được gửi tới quý vị một bộ truyện mới. Xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Một cánh tay lớn quàng qua bụng của Khuê khiến cô tỉnh giấc. Ánh nắng đã chiếu xuyên vào căn phòng từ lúc nào? Mấy giờ rồi nhỉ? Cô không biết nữa. Mỗi lần ở bên anh, cô đều quên mất khái niệm về thời gian. Ở bên ngoài có tiếng chim hót, rèm cửa bay nhẹ nhẹ. Khuê quay lại nhìn người đàn ông đang say ngủ bên cạnh. Anh là Hùng, 30 tuổi, điển trai, đang kinh doanh một cửa hàng nội thất. Cô quen anh trong một lần tới cửa hàng anh chọn mua giá sách. Khi ấy anh hỏi cô rằng có phải cô là giáo viên dạy văn hay không. Vì từ người cô tỏa ra mùi con chữ và mùi phấn, cô không bao giờ nghĩ một người kinh doanh khô khan lại tán tỉnh xến xẩm đến như vậy. Ấy thế mà cô lại đổ anh. Khuê mỉm cười khi nhớ lại, anh là một người đặc biệt, vừa có gì đó chín chắn lại vừa trẻ con. Khuê đưa tay lên chạm vào môi anh tủm tỉm cười. Bất ngờ anh mở mắt rồi nắm lấy bàn tay cô, khiến cô giật thót mình. Anh giả vờ ngủ à? Anh cười đắc ý. Khuê nhíu mày. Cô phùng người ra nhưng bị anh kéo lại. Anh lật người đè cô xuống giường, nhìn cô đầy tà ý. Hãy còn sớm, chúng ta có nên... Khuê đẩy anh ra. Cô đem luôn cái chăn mà hai người đang đắp xuống quàng vào người mình. Lúc này cô đang không mặc quần áo. Trước khi đi vào nhà vệ sinh, cô nói với anh rằng, hôm nay chúng ta phải về gặp bố mẹ em, cho nên đừng có ca su nữa. Bố em là người rất quan trọng giờ giấc đấy. Anh đứng dậy, giơ tay lên kiểu quân đội. Rõ, thưa sếp. Khuê lườm yêu anh một cái rồi bước vào trong nhà vệ sinh. Trong đầu cô đã nghĩ đến cái viễn cảnh anh cùng với bố cô đánh cờ. Anh là người thông minh. Anh kể hồi nhỏ đi học luôn luôn đứng đầu lớp, đặc biệt nổi trội những môn tự nhiên. Anh cũng là một người đàn ông ấm áp, ga lăng. Ở bên anh lúc nào cô cũng thấy mình thật nhỏ bé. Có tiếng chuông điện thoại reo. Khuê tắt vòi nước rồi quấn khăn tắm lên mình. Cô nghe thấy giọng anh đang nói chuyện điện thoại. Hôm nay tôi sẽ không về. Cô nói với quản lý nhận số hàng mới và ghi đầy đủ chúng lại cho tôi. Ngày mai tôi sẽ về lại xem xét. Hả? Gì cơ? Không, việc này cô không nhất thiết phải biết. Cô chỉ cần nói lại với ông ấy tôi sẽ về vào ngày mai là được. Những cuộc điện thoại làm ăn vẫn luôn đến mỗi khi hai người ở bên nhau. Hùng cũng không bao giờ trốn tránh điều đó. Anh nghe điện thoại công khai như để chứng minh với cô rằng anh có công việc của anh, và cô cũng được quyền biết đó là một công việc như thế nào. Tắm xong, Khuê bước ra ngoài. Cô thấy Hùng đang đứng cạnh cái giá sách mà cô đã mua ở chỗ anh xem xét gì đó. Cô đi tới thấy anh đang nhìn chăm chú vào một quyển sách có tên là Hết Nani. Thật ra đó là một vở kịch nổi tiếng của Victor Hugo. Khuê quàng tay qua vai anh, dựa mái đầu còn ướt nước lên lưng anh hỏi. Sao thế? Anh lại muốn em mượn quyền đó à? Hùng nắm lấy tay cô đáp. Không, anh đang nhìn cái giá sách của chính mình đang bán thôi mà. Khuê bĩu môi đẩy cô đẩy anh ra. Thế mà em cứ tưởng. Đó là nhân duyên, anh đang thầm cảm ơn nó đấy. Đừng có nói mấy lời xến xẩm đó nữa. Đến người hay đọc văn thơ như em cũng chẳng chịu được đâu. Hùng tỏ ra nghiêm túc. Em thấy buồn cười á? Những lời anh nói đều rất thật lòng mà. Khuê gật đầu, cô chỉ với cái đồng hồ treo trên tường. Được rồi, em hiểu lòng anh mà. Nhưng mà chúng ta muộn rồi đấy. Khuê đã định đưa Hùng về nhà để ra mắt bố mẹ cho đàng hoàng, để anh thưa với họ chuyện tình cảm của hai người. Khuê hy vọng bố mẹ sẽ thích Hùng. Anh ấy đạo mạo, có phong thái, lại ăn nói rất lịch sự. Nhưng cô cũng đã tính hết rồi. Bố cô vốn là người khó tính. Nếu ông không thích Hùng thì cô cũng có cách khiến ông ấy thích anh. Ai bảo con gái luôn luôn giống bố cơ chứ. Thế khi nào anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ anh? Ở trên xe, Khuê vừa nhìn ra cảnh vật đang trôi ngược bên ngoài, cô vừa hỏi vu vơ. Hùng hơi mất tự nhiên, anh húng hắng ho.
Để anh sắp xếp đã. Bố mẹ anh cũng bận vài thứ. Anh đã 30 tuổi rồi, chuyện anh lấy vợ chẳng phải là quan trọng nhất bây giờ. Bố anh 35 tuổi mới gặp mẹ, 38 tuổi mới có anh. Anh là con một, nhà anh không giống như những gia đình khác đâu. Ai cũng quan niệm sự nghiệp phải ổn định, nội tâm phải chín chắn mới lấy được vợ. Giống như là phải hội tụ đủ các nguyên tố để có được một gia đình hạnh phúc bền lâu ấy. Khuê cười. Trời đất, nghe cứ như là luyện bí kíp võ công gì ấy. Hùng nhún vai. Gần như thế, anh sinh ra đã được chuẩn bị hành trang để lấy vợ mà. Sau này về già anh sẽ viết một cuốn sách mang tên Lấy Vợ Toàn Tập. Khuê càng cười to hơn, cô đẩy nhẹ vào vai anh. Bình thường Hùng vẫn là người pha trò để cô vui. Anh hài hước và duyên dáng. Nhiều khi Khuê cũng không hiểu vì sao mà đến giờ này Hùng vẫn chưa lấy vợ. Đột nhiên điện thoại trong túi cô reo lên. Khuê nhìn trên màn hình thì thấy đó là một số lạ. Hùng liếc nhìn cô hỏi. Sao thế? Em có nên nghe máy không nhở? Dạo này hay có mấy tay gọi điện hỏi em chuyện vay nợ rồi mua chung cư các thứ. Thế thì đừng nghe, tốn thời gian lắm. Để thời gian mà nói chuyện với anh đây này. Nhưng lỡ có hai bên trường gọi về nói công việc. Thôi, cùng lắm là mất vài phút. Khuê ấn nút nghe. Từ bên kia vang lên một giọng nói sắc sảo, lạnh lùng và đầy uy lực. Chào Khuê, chị là Bích, vợ chính thức của anh Hùng. Tự như một tiếng nổ lớn, tai cô như ù đi. Khuê hốt hoảng nhìn qua Hùng. Anh vẫn như không biết gì, ung dung lái xe. Cô cảm thấy như anh đang xa dần. Sao thế em? Hùng quay lại, anh vuốt lên khuôn mặt trắng bạch của cô cười và hỏi. Khuê từ từ gạt tay Hùng ra. Nụ cười trên môi anh tắt dần khi cô làm vậy. Khuê nói với Bích vẫn đang chờ điện thoại của cô. Chị là vợ anh Hùng? Hùng dừng xe lại, cả người Khuê đổ về phía trước. Hùng trợn mắt nhìn như không tin được. Anh định giật lại cái điện thoại nhưng Khuê đã tránh được. Em đừng có nghe cô ta nói bừa, đừng có nghe. Anh im lặng đi. Khuê hét lên. Bích cười khẽ, tiếng cười ấy khiến Khuê phải rùng mình. Phải, nếu em không tin thì chị nghĩ chúng ta cần một buổi hẹn vào... xem nào, nếu bây giờ em đang đi cùng với chồng chị về gặp bố mẹ em rồi thì chị nghĩ là chúng ta gặp vào ngày mai là hợp lý đấy. Em sẽ suy nghĩ, chào chị. Khuê ngắt máy, cô thẫn thờ nhìn vào người đàn ông mà hơn một tiếng trước vẫn là người hoàn hảo trong mắt cô. Có vợ. Hai từ này như một cú đấm mạnh mẽ khiến hình tượng của anh sụp đổ. Hùng nắm lấy bàn tay của Khuê, bàn tay anh đã mất hết sức lực. Khuê, hãy nghe anh giải thích, đừng hoàn toàn tin vào những điều cô ta nói. Khuê nở nụ cười, một giọt nước mắt lăn xuống bàn tay của hai người. Giải thích? Nhưng dù có giải thích thế nào thì anh vẫn là người đàn ông đã có vợ. Chị ta nói chị ta là vợ anh, điều ấy không sai, có phải không? Hùng yên lặng, không nói được gì nữa. Sự yên lặng của anh như đang bức cô đến tuyệt vọng. Khuê vội vàng mở cửa xe. Cô xách theo túi bỏ đi. Hùng mở cửa, anh chạy đuổi theo và giữ tay cô lại. Trong khoảnh khắc đó cô mới biết, hóa ra bấy lâu nay mình đã bị anh lừa mà không hay. Khuê giằng tay ra, cô tát Hùng một cái. Sau đó giận dữ nhìn anh như một kẻ thù. Đừng tới đây, đừng tới cạnh tôi, đừng làm tôi và anh thêm ghê tởm nữa. Chúng ta thực sự đáng ghê tởm, anh có biết không? Nhưng Hùng không bỏ cuộc. Anh ôm cô rất chặt, không để cô được chạy thoát. Hai người đang ở trên một con đường vắng, rất ít người qua lại. Hầu hết những người qua đường đều chỉ kịp liếc nhìn lại hai người và họ nghĩ là những đôi tình nhân. Giờ thì Khuê nào có tâm trạng để ý đến chuyện này nữa. Trong lòng cô như tất cả đã mất đi ý nghĩa. Anh không thể mất em. Cuộc đời anh đã tươi sáng lên rất nhiều kể từ khi gặp em. Anh không thể để mình lại sống trong u tối được nữa. Những người đàn ông ngoại tình đều có thể nói bất cứ điều gì và nói hay hơn những người đàn ông khác. Hùng à, em không thể trở thành người thứ ba. Em còn công việc ở trường, em còn lương tâm của em. Chúng ta phải kết thúc đi thôi. Hùng nghe vậy thì càng ôm cô chặt hơn. Anh như hoảng loạn. Không, anh sẽ ôm em như thế này đến chết. Đừng bỏ anh. Cuộc hôn nhân này không phải do anh, mà là do anh bị ép cưới. Anh không yêu Bích. Anh chưa bao giờ yêu Bích cả. Ngay từ đầu bọn anh cũng đã hứa với nhau là chỉ cưới trên danh nghĩa mà.
Thế thì anh đã không hiểu phụ nữ rồi. Hùng, có ai muốn dành tuổi thanh xuân cho một người mà mình không yêu? Chẳng qua vì thế anh không yêu Bích nên mới phải nói vậy để anh cưới chị ấy. Nhưng chuyện bây giờ của chúng ta không phải vì Bích đã phá vỡ giao kèo giữa hai người, mà là chuyện anh đã lừa dối em suốt bao nhiêu lâu nay. Chúng ta chia tay đi. Khuê phải nói dối bố mẹ rằng Hùng có công chuyện đột xuất nên không thể đến gặp hai người được. Bố cô có vẻ sốt sắng, hỏi liệu buổi gặp mặt có ảnh hưởng gì đến công việc của anh không. Khuê phải an ủi để ông được yên lòng. Nếu như bố biết rằng Hùng đã có gia đình và cô lại đang yêu một người đàn ông có gia đình thì chắc ông sẽ lên cơn đau tim mà chết mất. Bố từng là quân nhân, cả cuộc đời luôn thích sống thanh cao, trong sạch, khả khái. Cô không muốn chỉ vì cô mà bố mất đi thanh danh cả đời của mình. Khuê trở về phòng, cô đem tất cả đồ đạc của Hùng bỏ vào một cái hộp rồi cất vào trong phòng chống ra khóa lại. Thậm chí giá sách cô cũng đem vào đó để. Cô sẽ quên đi anh, cô sẽ từ bỏ anh. Cô không thể yêu anh khi mà anh đã có Bích, một người phụ nữ luôn luôn đợi anh về nhà vào mỗi đêm anh ở bên cô. Sau đó Khuê đồng ý lời hẹn gặp của Bích tại một quán trà nằm ở Tây Hồ. Cô nghĩ mình cần có một buổi nói chuyện rõ ràng. Cô không thích trốn tránh, dù đó là sự khủng khiếp. Lúc gặp Bích, Khuê đã ngẩn ngơ khi thấy chị. Đó là một người phụ nữ đẹp, sang trọng. Mỗi cử chỉ, lời nói đều chứng tỏ chị được rèn giũa từ bé, có gia giáo, có nền móng giáo dục tốt. Chị nhìn cô một cách từ tốn, nhẹ nhàng. Chị không nói câu nào, nhưng sự im lặng ấy khiến cô sợ hãi đến nghẹt thở. Bởi chị khiến Khuê cảm thấy cô là một con đàn bà lẳng lơ và khốn nạn. Trà đã nguội hết cả rồi kìa. Bích lên tiếng nhắc nhở. Khuê vội vàng cầm tách trà của mình lên cúi đầu uống. Cô không dám nhìn Bích nữa, càng nhìn lại càng thấy hổ thẹn. Chị gặp em ở đây không phải là để gây áp lực gì cho em cả, nên em hãy cứ thoải mái đi. Em sẽ không gặp Hùng nữa. Khuê ngẩng đầu nhìn Bích. Trước đó em không biết là anh Hùng đã có vợ. Chị yên tâm đi, em sẽ không còn gì với chồng chị nữa. Ồ, chị đâu có bảo em làm như vậy. Chị chỉ muốn nhắc nhở em hãy cẩn thận miệng lưỡi thế gian. Bởi vì Hùng đã có gia đình là một chuyện chẳng lạ lẫm gì với người khác. Chỉ có riêng em mà không biết thôi. Chị nghĩ hai người nên hẹn gặp nhau kín đáo hơn. Vì hôm qua đã có người gọi điện cho chị nói rằng nhìn thấy hai người gặp gỡ nhau. Khuê bỗng lấy những ngón tay của mình. Bích liếc nhìn hành động đó, cô ta cười. Khuê lắc đầu rồi nói ấp úng. Em thật sự rất xin lỗi. Em cảm thấy xấu hổ. Từ giờ em sẽ không gặp anh Hùng nữa đâu ạ. Em thực sự làm như vậy được sao? Khuê nhìn Bích, không hiểu được ý tứ trong câu nói này của chị. Chị đặt chén trà xuống, vẫn giữ nguyên nụ cười. Em thật sự bỏ được chồng chị sao? Chị có nên tin vào điều hoang đường này không đây? Đừng tin. Hùng ở đằng xa đi tới, khuôn mặt tràn ngập sự tức giận. Trước sự xuất hiện bất ngờ của anh, Khuê chỉ thấy tim mình nhói lên một cái, rồi dâm gian đau như đang chảy máu. Anh đang làm cô đau hơn là hạnh phúc. Hùng kéo tay Khuê, anh nhìn Bích đầy hằn học. Cô đang làm gì thế này? Đang cố phá chúng tôi. Bích bật cười, cô ta không hề nao núng. Đừng có tự đánh giá bản thân cao quá như thế. Tôi chỉ đang cố không làm cho cuộc hôn nhân mà đã định là phải hạnh phúc này bị người ta bóc trần thôi. Nói xong Bích liền lấy một tập ảnh từ trong túi sách ra. Đó là ảnh chụp Hùng và Khuê đang tay trong tay với nhau, ăn uống bên nhau, ôm hôn nhau. Hùng kinh ngạc khi thấy sấp ảnh, Khuê cũng thế. Họ đã bị theo dõi mà không hay. Hùng chỉ tay vào bức ảnh run run nói. Cô thuê người làm những chuyện này đúng không? Cô đừng tưởng có thể đánh lừa được tôi. Cô luôn luôn có toan tính ở trong lòng. Anh đang nghĩ mình sống ở trong phim đấy à? Tôi được người ta gửi một bưu kiện đến nhà vào sáng hôm qua. Khi anh trên đường tới nhà cô gái này để gặp bố mẹ cô ta đấy. Anh biết tôi đã sợ hãi như thế nào không? Nếu chuyện này đến tay bố mẹ, bạn bè thì bố tôi sẽ giết anh đấy. Anh hiểu ông không? Cả bố anh nữa, ông cũng sẽ giết anh. Và biết đâu còn giết luôn cả cô người tình của anh nữa. Hùng cười nhạt. Anh vỗ tay vào lưng Khuê như để trấn an cô. Sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi đã tiếp quản và phát triển rất tốt cả những chi nhánh mà chúng ta mở ngoài Bắc này. Nếu không có tôi thì công ty đã đi tới phá sản từ lâu rồi.
Vậy nguồn lực mà anh có từ đâu ra? Anh nghĩ anh phát triển từ hai bàn tay trắng à? Là ai đã cầu xin bố tôi được cứu công ty nội thất của gia đình anh? Chính là tôi đấy, anh quên rồi sao? Hùng im lặng không nói được gì nữa. Khuê từ từ rút tay mình ra khỏi tay Hùng. Cô cúi đầu trước Bích như đầy xin lỗi. Tôi sẽ giữ lời, tôi sẽ không gặp anh ấy nữa, chị hãy tin tôi. Hùng hoảng loạn, anh giữ Khuê lại. Cô điên cuồng vùng ra rồi hét lên. Buông tôi ra đi, hãy để mọi thứ được kết thúc trong êm đẹp. Anh chỉ đang khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Em không cần phải đi đâu cả, anh sẽ ly hôn với cô ta. Như vậy là danh chính ngôn thuận theo ý em chứ gì? Bích cười nhạt, sau đó là cười lớn. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời. Thật không ngờ rằng người đàn ông này đang đòi ly hôn với cô chỉ vì một con bé nhà quê hơn cô gấp vạn lần. Đừng đo lòng tự trọng với sức chịu đựng của tôi. Anh không biết nó đáng sợ như thế nào đâu Hùng ạ. Cô nghĩ tôi quan tâm à? Ai là người đã đo lòng tự trọng và sức chịu đựng của anh trước? Nếu có bất cứ chuyện gì cô phải tìm tôi chứ không phải là tìm Khuê. Để rồi mọi chuyện đi theo chiều hướng này. Bích hít một hơi thật sâu. Cô lấy một tờ giấy ra. Đó là tờ đơn ly hôn. Sau đó Bích đặt nó lên trên bàn. Cô đưa bút cho Hùng rồi nói. Anh ký đi rồi tôi sẽ ký. Cô tưởng tôi sợ á? Hùng giật lấy cây bút trong tay của Bích rồi ký cái red không cần suy nghĩ. Anh chưa bao giờ sợ mất Khuê như lúc này. Cô là người anh yêu, là người anh có thể đánh đổi mọi thứ, kể cả mạng sống này. Cuộc sống của anh chính là cô. Nếu mất cô thì chẳng thà mất anh. Khi Bích định cầm tờ đơn ly hôn lên thì Khuê vội vàng giật lại. Cô xé nát nó ra thành nhiều mảnh rồi tung lên. Khuê nhìn Hùng đầy phẫn nộ. Anh không được làm như thế. Đó là vợ anh, là người luôn ở bên anh và giúp đỡ anh. Còn chúng ta, xin anh hãy coi em như chỉ là người ngang qua đời anh. Đừng làm nhau thêm khổ nữa. Anh không thể. Anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta trở lại như xưa. Khuê lắc đầu. Không thể nữa đâu. Anh đừng theo em nữa. Điều ấy chỉ làm em thêm khổ tâm và đau đớn hơn thôi. Khuê bỏ đi. Cô không quay lại nhìn anh một lần nào nữa. Ở giữa quán trà thanh tịnh, chỉ còn Hùng và Bích đang đứng đối diện với nhau. Bích ngồi xuống. Cô rót một chén trà rồi đưa tới trước mặt Hùng nói. Trà đã nguội nhưng vẫn có thể uống được. Hùng gạt đi. Chén trà rơi xuống đất vỡ choang. Anh chỉ vào tay Bích nói đầy hận thù. Cô đừng tưởng có thể che giấu được sự toan tính của cô. Tôi đã quá hiểu cô rồi. Tất cả đều là do cô sắp đặt. Nhưng Hùng ạ, chỉ có mình anh thông minh thôi. Còn cô gái đó thì không. Cô! Tôi là người thích sự hoàn hảo. Dù là những thứ bỏ đi cũng phải bỏ đi một cách hoàn hảo. Kể cả chúng ta không có yêu nhau. Bích khoác lấy cái túi, cô bước đến gần anh và nói nhỏ. Ai nói rằng chúng ta? Chỉ có mình anh thôi. Bích bỏ đi, dáng cô yểu điệu đằng sau những tán cây xanh. Cô đi tới chiếc xe ô tô đắt đỏ của mình, ngồi vào trong đó. Từ nhỏ Bích đã luôn được dạy về mọi thứ, kể cả việc giành lấy những thứ không thuộc về mình. Khuê quyết định sẽ không trở về căn hộ mà Hùng mua cho nữa. Cô tìm nhà trọ để thuê và đổi số điện thoại. Khuê thậm chí còn không dám về nhà ngay hôm ấy. Cô tới nhà bạn ngủ nhờ vài đêm. Bạn cô có hỏi nhưng cô không dám nói. Tỉnh ngay lý gian, ai sẽ tin cô trong chuyện này đây? Người ta sẽ thắc mắc là chuyện tại sao đã yêu anh hơn một năm mà không biết được anh đã có gia đình. Nghe giống như là cô đang tự biện hộ cho mình. Hùng vẫn điên cuồng gọi điện và tìm cô. Anh tới trường học, tới nhà bạn bè, thậm chí còn gọi điện cho bố mẹ Khuê, nhưng họ đều nói cô không có ở đó. Hùng như người đã mất đi thứ quan trọng nhất. Anh bỏ bê công việc và không về nhà chỉ để thấy cô và níu kéo cô quay về. Khuê biết là anh đau khổ, nhưng cô tin rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Thời gian là liều thuốc thần, nó sẽ giúp anh quên đi cô. Khuê tìm được một phòng trọ mới nằm cách xa trung tâm, càng cách xa chỗ làm của cô. Khuê không nghĩ rằng mình có thể trốn được cùng ở nơi đây, nhưng ít nhất ở trường học anh sẽ không dám xông vào để làm loạn. Gửi tin nhắn gọi điện không được, Hùng bắt đầu tấn công mail của cô. Các bức mail của anh đều mang một nội dung. Em đang ở đâu? Gọi điện cho anh ngay. Cứ mỗi lần có tin nhắn báo mail gửi đến là một lần trái tim cô hững đi một nhịp. Khuê cảm thấy đau đớn thay anh.
Hẳn là anh đang rất muốn gặp cô, nhưng cô không thể gặp anh được. Đó là tất cả những gì mà cô có thể làm cho anh. Em sao thế? Sắc mặt em xấu quá. Một chị đồng nghiệp tên là Nguyệt đặt tay lên vai cô, lo lắng hỏi. Mấy ngày nay em cứ như người mất hồn ấy, có chuyện gì à? Khuyên lắc đầu cố gắng cười. Không ạ, chắc tại mấy hôm nay bị stress, cộng với việc bị cảm lạnh từ hôm kia đến giờ chưa khỏi. Nguyệt gật đầu ra vẻ thông cảm. Phải giữ sức khỏe tốt thì mới chinh chiến được với cái bọn học sinh ma quỷ này được. Chúng nó cứ thấy ai hiền hiền như em là lại hí hửng được đà lớn tới lắm đấy. Trong khi chị đồng nghiệp vẫn đang thao thao bất tuyệt thì tai của Khuê đã ù cả đi. Cô không nghe được chị nói thêm gì nữa. Có lẽ là cô bị cảm thật. Nhưng vì chuyện của Hùng mà cô không nhận ra sức khỏe của mình đang gặp vấn đề. À, em biết gì không? Bên tổ thể dục có thầy mới chuyển về, đẹp trai lắm. Bọn học sinh nữ đang sắp phát điên lên rồi kìa. Học sinh thời này đúng là bạo dạn quá mức. Khuê không có tâm sức để nghĩ đến chuyện người giáo viên mới của tổ thể dục. Nhưng nếu chị đồng nghiệp đã nói anh ta đẹp trai và bình luận hành động của đám học sinh nữ kia thì chẳng phải chị cũng đang để ý anh ta hay sao? Con người nhiều khi thật khó hiểu. Họ không biết được lời nói và hành động của mình mâu thuẫn như thế nào. Xin chào. Từ bên ngoài một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ thể thao khỏe khoắn bước vào. Ở ngoài cửa lập tức là một đám con gái thập thò hú hét. Anh ta gật đầu với mọi người, tự giới thiệu. Tôi là Bảo, mới được tuyên chuyển về dạy ngày hôm nay, hy vọng sẽ được thầy cô giúp đỡ. Khuê đột nhiên đứng dậy, cô thì thầm với chị Nguyệt. Xin lỗi em hơi mệt, mọi người cứ nói chuyện với nhau nhé. Khuê đi ra ngoài trong ánh mắt của tất cả mọi người. Hành động của cô khiến cho Bảo cảm thấy như cô ấy không thích mình. Anh nhìn cô đi rất nhanh, đột nhiên nở một nụ cười. Trông cô ấy thiếu sức sống quá, không rõ là gặp phải chuyện gì. Khuê nôn hết những gì trưa nay mình ăn. Cô không ngờ mình lại bị khủng hoảng như thế này. Khuê nghĩ chuyện bản thân cô có thai, nhưng điều ấy là không thể, vì cô đang tới tháng. Có lẽ cô đã bị suy nhược cơ thể. Vừa định trở lại phòng thì Khuê nhận được một tin nhắn của chị đồng nghiệp. Chị nói: Khuê ơi, bạn trai em đến gặp này, mau trở về đi, không thì cái phòng giáo viên sẽ bị đám nữ sinh đó xô đổ mất. Khuê hoảng hốt, cô vội vàng rời khỏi trường ngay lúc ấy. Cô không thể gặp anh ở đây, điều đó là nguy hiểm. Khuê luồn qua sân sau của trường. Cô biết ở đó có một cánh cổng mà bọn học sinh đi học muộn hay sử dụng. Khuê không ngờ rằng bây giờ bản thân mình lại là người phải dùng đến nó, khi mà đợt trước chính cô đã đề xuất lên nhà trường nên lấp nó đi. Khi đang chuẩn bị mở cổng thì cô nghe thấy tiếng bước chân rõ hơn bao giờ hết. Cô sợ hãi, cố gắng dùng hết sức lực để mở cái chốt cổng. Một bàn tay đặt lên vai cô, Khuê nắm chặt mắt lại rồi ôm đầu. Cô không để bản thân hét lên mà chỉ run rẩy cắn chặt môi. Là tôi đây. Khuê bỏ tay ra. Người đứng trước mặt cô là Bảo chứ không phải là Hùng. Nhưng điều ấy là khiến cô ngạc nhiên. Anh ra đây làm gì? Mọi người đang tìm cô đấy. Có bạn trai của cô đến cơ kìa. Khuê hít một hơi thật sâu, rồi cô nắm lấy bàn tay của Bảo cầu xin. Đó không phải là bạn trai của tôi nữa. Nhưng tôi xin anh đừng nói với anh ta rằng tôi đã đi. Hãy cứ coi như không nhìn thấy tôi. Nhưng mà làm sao mà phải thế? Mà anh ta không phải bạn trai cô thì là ai? Bất kể anh đang suy nghĩ thế nào thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cầu xin anh đừng nói nữa gặp tôi thôi. Không đợi Bảo nói thêm gì nữa, Khuê quay lại tiếp tục mở cái chốt cổng để chạy trốn. Bảo liền chen lên giúp cô mở cổng. Sức của anh chỉ cần giật hai cái nó đã rời ra. Khuê nhìn anh đầy cảm kích. Bảo mỉm cười thân thiện, anh đưa tay ra nói. Vừa nãy chúng ta còn chưa có cơ hội làm quen với nhau. Tôi là Bảo. Tôi là Khuê. Khuê bắt tay anh thật nhanh rồi chui ra ngoài. Nhưng mà cô còn nợ tôi một lời giải thích đấy. Khuê không định giải thích cho Bảo hiểu. Giữa cô và anh chưa thân thiết đến mức cô kể chuyện này ra cho anh. Cô là một giáo viên, nếu như để mọi người biết cô là kẻ thứ ba thì sự nghiệp của cô sẽ tiêu tan. Sau khi trở về nhà, bất ngờ Khuê lại gặp Hùng. Cô đứng nhìn anh từ đằng xa. Anh cũng đã nhìn thấy cô. Khoảnh khắc ấy cô biết mình không thể trốn đi đâu được nữa. Sao anh lại ở đây? Hùng tiến lại, anh kéo cô, ép môi mình lên môi cô. Cô không vùng vẫy, cũng không cố gắng nói gì cả. Cô chỉ im lặng.
Hùng buông cô ra. Anh nhìn rất lâu mới gục đầu xuống như mệt mỏi. Anh không thể, không thể sống mà không có em. Khuê bật cười khẽ, cô nhìn sang một hướng khác. Chẳng có gì là không sống được cả. Anh chỉ cần cho bản thân mình thời gian thôi. Em cũng như thế mà. Khuôn mặt hốc hác này là sao? Em cũng nhớ anh. Em cũng đau khổ, đúng không? Đúng thì được gì chứ. Cô đau lòng thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Nghiệt ngã rằng mình đang chen vào cuộc sống hôn nhân của anh. Thế nên Khuê đã lắc đầu, nhìn anh đầy kiên quyết. Em không yêu anh. Ngay từ đầu, em đến với anh chỉ vì tiền của anh thôi. Em không thể nói dối anh được, biết không? Vì khi em nói dối, em thường nhìn qua bên trái. Anh đã quá hiểu cô. Cho dù cô có nói dối được lòng thì cũng không thể dối được anh. Mở cửa cho anh, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. Không, anh về đi. Anh muốn nói chuyện, nếu không thì anh sẽ đứng đợi cả đêm. Không còn cách nào khác, Khuê đành lấy chìa khóa ra mở cửa. Căn phòng này không được rộng lớn và sang trọng như căn hộ anh đã mua cho cô, nhưng cũng không đến mức quá tồi tàn. Chỉ là đồ đạc cô chưa kịp chuyển đúng vào vị trí cần thiết vì quá bận rộn và không có đủ hơi sức để sắp xếp. Hùng đưa mắt xung quanh căn phòng, anh như ngạc nhiên. Anh đi tới đống sách mà cô đã xếp lên một cái giá khác, chỉ vào nó. Đây là gì? Là gì cơ? Khuê hỏi lại. Giá sách của chúng ta đâu? Em vứt nó đi rồi. Vứt nó? Em vứt ở đâu? Anh không cần phải biết. Mà đó là giá sách của em chứ không phải của chúng ta. Là em đã bỏ tiền ra vào mua nó. Dường như Hùng tức giận sau câu nói đó của Khuê. Anh hùng hăng đi tới và nắm lấy bờ vai của cô hỏi lớn. Em để nó ở đâu? Nói đi. Khuê sợ hãi. Cô trợn mắt nhìn Hùng. Tại sao anh lại tức giận đến như vậy? Đó chỉ là một cái giá sách. Nó quan trọng với anh đến như vậy hay sao? Hùng như nhận ra mình hơi có nặng lời với cô, cho nên anh vội vàng dịu xuống. Đó là nhân duyên của chúng ta, em đừng cắt đứt dễ dàng như thế. Khuê bật khóc. Cô khóc rất dễ dàng khi nghe anh nói đến nhân duyên. Sức chịu đựng bao nhiêu ngày qua của cô có giới hạn. Đứng trước anh cô luôn luôn nhỏ bé. Khi thấy anh điên cuồng vì tình yêu đến như vậy, khi thấy anh cũng tiều tụy đi vì xa cách nhau, cô thấy như mình là kẻ tội đồ. Cô có tội khi yêu anh, bỏ anh thì lại càng có tội hơn. Nhưng mọi chuyện xô cô đến nước này đã chẳng chừa cho cô đường lui nào nữa. Cô biết làm gì hơn đây? Hùng lau nước mắt cho Khuê, rồi anh dừng lại nhìn cô. Hai người như tìm thấy gì đó ở nhau, như một tia hy vọng ánh lên giữa đêm tối. Anh đỡ lên lưng cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Khuê nhắm mắt lại, cô đáp lại anh. Cô không thể chống cự lại anh, cũng không thể chống cự lại được bản thân mình. Nhưng chỉ xin ông trời hãy để cho cô và anh bên nhau nốt lần này nữa thôi. Ngày mai cô sẽ tuyệt tình với anh. Đó là một đêm tuyệt vời của hai người. Mọi dồn nén đều được chút vào những ân ái. Hùng ôm cô rất chặt, như thể sợ cô sẽ lại chạy mất. Khuê đưa tay vuốt lấy đôi mày đang nhíu chặt lại của anh. Hình như là anh đang bất an. Tại sao anh lại không kể hết cho em nghe mọi chuyện? Như thế em sẽ đồng ý yêu anh hay sao? Giá mà ngày hôm đó em không vào chỗ anh mua giá sách. Vậy mới nói đó chính là nhân duyên. Khuê đặt tay mình lên cổ tay anh, hỏi nhỏ. Chúng ta phải làm sao đây? Em thấy bế tắc quá. Mọi chuyện hãy cứ để cho anh lo. Hùng xoay người côn lại, vén tóc ra sau tai cho cô. Em đừng chạy trốn anh nữa. Chúng ta chỉ cần kín đáo qua lại, không để Bích biết thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Như vậy là lừa dối, chị sẽ đau khổ. Bích không yêu anh cũng không yêu Bích. Cuộc hôn nhân này là để củng cố kinh tế cho cả hai gia đình. Em có hiểu không hả Khuê? Cho nên đừng tự đổ lỗi cho mình nữa. Nhưng mà nếu bị phát hiện thì sao? Thì anh sẽ ly hôn. Dù có phải đối mặt với bố, anh cũng sẽ ly hôn cô ấy. Khuê thở dài. Như thế thì sản nghiệp của nhà anh sẽ bị ảnh hưởng. Anh đừng khiến bố mẹ đau lòng. Chẳng thà chúng ta cứ... Hùng hôn ghì lấy cô. Anh không cho cô nói nốt với xong.
Anh yêu cô cho nên anh không thể chối bỏ được chuyện này, để lại sống một cuộc đời lặng lẽ bên người vợ mà mình không yêu. Đồng hồ đã điểm 2 giờ đêm và Hùng vẫn chưa về nhà. Bích ngồi trên ghế sofa lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ. Cô biết anh ở đâu, nhưng cô không muốn phá bỏ một đêm đẹp đẽ của anh. Cô đã đợi anh thế này suốt 2 năm qua rồi, đợi thêm một đêm nữa cũng chẳng sao. Bích lấy điện thoại gọi cho một người. Tôi muốn ngay trong sáng mai cả trường nó sẽ biết chuyện này. Bích tự nhận mình không phải người độc ác, nhưng ai đó động vào thứ mà cô đang có, kể cả khi nó không phải là của cô, thì cô cũng muốn tiêu diệt. Cô là người nói một là một, hai là hai, kẻ thù và kẻ địch đều biết rõ. Chỉ cần là người không ưa thì cô tuyệt đối sẽ không có chuyện bao dung. Bích đứng dậy, cô đi tới bức ảnh cưới của hai vợ chồng. Trong ảnh cả hai người đều không cười, nhưng không ai nhận ra rằng họ không hạnh phúc. Tất cả đều nói cô và anh đẹp đôi. Bích cười thầm, họ đâu biết được đây là một cuộc hôn nhân thương mại, hoặc như là có tình cảm thì cũng chỉ là có mình cô thôi. Hùng đưa Khuê đến trường và cô vẫn không thể nói với anh một lời chia tay dứt khoát. Cô không đành để nói ra câu đó, nó giống như tự cầm dao đâm vào ngực mình lần thứ hai. Cô biết tiếp tục qua lại với anh cũng chẳng đi đến đâu, nhưng một tiếng nói khác trong cô lại nói rằng sống được ngày nào thì hai ngày đấy. Vậy là cô lại chọn nghe theo trái tim. Hùng dừng xe lại cách trường khoảng 20 mét theo lời của Khuê. Cô nghĩ rằng hai người nên tránh xuất hiện ở những nơi đông người và thời gian gặp nhau cần phải bảo mật. Hùng cười bảo cứ như là gặp nhau để giao hàng cấm vậy, nhưng Khuê lại nghiêm túc đáp. Em không muốn nhận thêm một cuộc điện thoại nào nữa từ vợ anh. Chúng ta vụng trộm và chúng ta có tội, chúng ta phải giấu nó đi. Được rồi, được rồi. Hùng giơ hai tay lên như đầu hàng. Anh chỉ cần như thế này thôi, cách thức thế nào tùy em quyết định. Khuê gật đầu rồi bước xuống xe. Cô nhìn quanh chắc chắn không thấy ai mới đi vào trường. Hùng nhìn theo dáng cô, anh nhíu mày khi thấy một người đàn ông đang chạy tới chỗ cô nói chuyện ở đằng xa. Một linh cảm không tốt nào đó khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng rồi anh vẫn nổ máy và rời đi. Bảo đi bên cạnh Khuê, anh không định hỏi cô về chuyện ngày hôm qua, nhưng cô lại chặn họng anh bằng một câu nói. Nếu anh muốn hỏi về chuyện đó thì tôi rất xin lỗi, tôi không thể giải thích cho anh hiểu được. Bảo bật cười. Tôi đâu có định hỏi điều đó, tôi định hỏi cô đã khỏi ốm rồi à? Hôm nay trông cô có sức sống hơn mọi khi rồi đấy. Thế á? Bảo gật đầu, anh đánh nhẹ đầu về một bên hỏi. Người đàn ông đó có phải là người hôm qua đến tìm cô không? Ai cơ? Khuê giật mình, cô tránh ánh mắt của anh. Cái người mà vừa đưa cô đến trường ấy. Anh thấy rồi à? Tôi thấy cô bước xuống từ chiếc xe đó nên đoán thôi. Khuê không trả lời, cô đi nhanh vào trong phòng giáo viên. Nhưng từ sân trường đã có rất nhiều người nhìn cô bằng một ánh mắt khác lạ. Đám học sinh xì xào bàn tán, ngay cả bảo vệ cũng không niềm nở với cô như mọi khi. Khuê thấy chị Nguyệt đồng nghiệp ở phía xa, cô liền vẫy tay gọi chị, nhưng Nguyệt không quay lại, không rõ là không nghe thấy hay cố tình tảng lờ. Bảo như cũng phát hiện ra được điều gì khác lạ, anh nhìn xung quanh, anh thấy ở trên tường có một bức ảnh được dán trên đó. Bảo vỗ vai Khuê. Gì thế kia? Hai người lại gần tấm ảnh. Khuê hoảng hốt khi phát hiện ra đó là tấm ảnh chụp mình và Hùng đang hôn nhau. Khuôn mặt cô bị một vật nhọn gì đó cào rách, và bên dưới thì có một dòng chữ còn giáp thứ 13. Khuê ôm miệng lùi lại. Cô đi dọc hành lang và phát hiện bức ảnh không chỉ được dán ở đó mà được dán ở khắp nơi. Cùng với đó có rất nhiều ảnh chụp khác nhau giữa cô và Hùng, nhưng cô ở trong ảnh đều đã bị cào nát khuôn mặt. Anh có nhận ra tôi không? Khuê run run hỏi Bảo. Anh ta nhìn cô không định trả lời. Anh nói đi, nhìn vào bức ảnh này thì anh có nhận ra tôi không? Nhận ra. Bộ váy mà hôm nay cô mặc, kiểu tóc của cô và người đàn ông trong ảnh hôm qua cũng đến đây để tìm cô. Tôi xin lỗi. Khuê cười như khóc. Cô hỏi Bảo. Tại sao mà phải xin lỗi tôi? Anh đâu có làm gì. Tôi cảm thấy nếu như có ai đó nhận ra cô vào thời điểm này thì đều là một mũi dao đâm vào trái tim cô. Khuê chỉ kịp nghe đến đó và quỵ ngã. Bảo vội vàng đỡ lấy cô. Mới vừa rồi cô vẫn còn sức sống, vậy mà giờ đã là những người bệnh tật.
Khuê bấm nhẹ tay mình vào bàn tay bảo cô thều thào: đưa tôi ra khỏi nơi này. Sáng nay cô phải lên lớp mà. Xin anh hãy đưa tôi đi. Tôi không có mặt mũi hay tâm trạng nào để đứng lớp nữa cả. Bảo gật đầu rồi dìu Khuê ra khỏi trường. Anh bắt một chiếc taxi cho cô. Lúc đỡ Khuê ngồi vào trong, Bảo thấy chán cô đã rịn mồ hôi. Anh thấy lo lắng liền hỏi: cô có cần đi bệnh viện không? Không cần. Tôi về nhà nằm một lúc là khỏe thôi. Phiền anh báo cáo cho phòng giùm tôi. Được. Chiếc taxi của Khuê đi xa dần. Bảo đứng nhìn theo nó mãi mới đi vào trong trường. Bảo đi dọc hành lang nơi ai đó đã dán nhiều ảnh nhất. Anh từ tốn gỡ chúng ra, vo lại rồi bỏ vào một chiếc túi ni lông. Ở trường học không nên tồn tại những điều này quá lâu, cũng không nên để họ bàn tán quá lâu. Nhưng Khuê thì không có lời giải thích nào. Đó giống như một sự thừa nhận. Bảo nhìn đám học sinh đang đứng ở trước một tấm ảnh, chỉ trỏ, bíu môi, dè bỉu. Anh chống tay vào hông quát lớn: mấy đứa kia, vào học rồi đấy. Đám học sinh nhìn anh cười khúc khích rồi chạy vào lớp. Bảo lắc đầu đi tới gỡ nốt tấm ảnh đó ra. Những cô gái này còn quá trẻ để hiểu được chuyện đời. Biết đâu đến lúc họ trưởng thành, chính họ cũng sẽ lâm vào cảnh này mà không hay. Bảo không biết ở đằng sau, Nguyệt đã đứng khoanh tay nhìn anh. Chị đẩy cái gọng kính đã trễ xuống sống mũi mà nói bằng một giọng đầy ẩn ý: anh mới về mà đã gần Khuê như vậy, lại còn giúp cô ấy làm cái việc thừa thãi này. Hình như anh đã lấn sân sang cả việc của Lao Công rồi đấy. Bảo nhún vai, anh giơ cái túi đầy những bức ảnh lên đáp: có sao đâu, tôi chỉ mong điều tốt đẹp cho trường thôi. Mấy thứ dơ bẩn này không nên để đám học sinh nhìn thấy. Mong điều tốt đẹp cho trường hay là cho Khuê? Chị thích tôi sao? Nếu chị không thích tôi thì chị đâu cần nói cái giọng đó. Có ai quan tâm tới tôi làm việc này ngoài chị đâu. Cậu! Chị Nguyệt tức tối bỏ đi. Bảo nhìn theo chị cười hả hê. Người phụ nữ này ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra thân thiết, nhưng kỳ thực thì lại luôn ganh ghét đố kỵ với Khuê. Thảo nào mà đến gần 40 tuổi rồi vẫn chẳng ai thèm rước. Bảo cũng quay người bỏ đi. Anh vứt đống ảnh vào trong sọt rác rồi nhắn tin cho một người: mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch, chị tự nghĩ xem nên trả công tôi thế nào đi. Khuê nằm trên giường và bỏ mặc tất cả. Cô tắt điện thoại để không phải nghe bất cứ cuộc gọi nào vào lúc này. Giờ đây cô sợ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sợ nghe thấy tiếng người nói chuyện. Cô chỉ muốn đi khỏi nơi này. Ở bên ngoài có tiếng gọi cửa, đó là Hùng. Giọng anh càng khiến cô hoảng hốt. Anh không nên ở đây, anh phải ở bên vợ của anh. Cô có là gì đâu, cô chỉ là loại đàn bà đi gian díu với chồng người khác thôi. Khuê, mở cửa cho anh đi. Anh về đi. Hùng như không hiểu chuyện gì xảy ra. Mới sáng sớm hôm nay cô vẫn bình thường mà. Hay Bích lại biết chuyện mà gây sức ép lên cô ấy. Hùng không yêu Bích nhưng cũng hiểu được cô ta là một con người như thế nào. Cô ta thông minh và không thiếu sự tàn nhẫn trong máu. Chắc chắn cô ấy đã lại làm gì Khuê rồi. Nếu em không mở cửa cho anh bây giờ thì anh sẽ ly hôn với Bích ngay lập tức đấy. Khuê chạy ra mở cửa nhưng cô đứng chặn lại không cho anh vào. Hùng nhìn khuôn mặt thất thần, mái đầu rối bù và bộ váy sáng nay cô mặc. Mọi thứ đều chỉ khiến cô thêm tàn tạ. Hùng định đặt tay lên vai cô nhưng cô đã tránh đi. Đừng! Hùng bỏ tay xuống. Anh thở nhẹ nhẹ như sợ tiếng thở cũng khiến cô chạy khỏi anh. Sao thế này? Bích lại làm gì em à? Khuê lắc đầu. Không, chị không làm gì em cả. Nhưng anh hãy đi về đi. Kể từ giờ chúng ta không còn gì nữa. Ngày mai em sẽ đi khỏi đây. Đi khỏi đây? Còn công việc thì sao? Khuê cười nhạt. Cô nhớ lại cái khung cảnh hành lang với đầy những bức ảnh ấy. Em sẽ không nói bất cứ gì nữa. Anh tìm hiểu ai cũng tùy. Nhưng anh không còn là gì với em nữa. Chào anh. Khuê định đóng cửa thì bị Hùng giữ chặt lại. Cô biết anh sẽ làm như thế. Cô cũng biết anh có đủ sức mạnh để ngăn cản. Cho nên cô buông tay ra. Hùng ôm chầm lấy cô. Anh luồn tay qua mái tóc để giữ chặt mái đầu cô ở trong ngực anh. Anh vừa thở gấp gáp vừa nói. Em nghe đi. Nó đang đập mạnh với em. Nếu như em đi, nó sẽ không đập nữa. Hãy nhớ cho anh. Nếu em rời khỏi anh thì nó sẽ không bao giờ còn đập nữa. Anh nói gì thế? Anh sẽ chết vì em.
Anh sẽ chết cho em xem nếu như em rời khỏi cuộc đời anh. Khuê bấu chặt lấy vai áo anh, cô rơi nước mắt. Tại sao anh cũng muốn ép cô, cũng muốn cô phải nghe theo họ? Cô chỉ muốn yên ổn, cô không muốn làm hại anh cả. Cô không yêu anh, nhưng nhìn thấy anh khổ sở vì mình, lòng cô cũng như bị cắt nát. Cô không bao giờ muốn anh bỏ vợ, cũng không muốn độc chiếm anh. Cô chỉ muốn anh được hạnh phúc. Khuê nghẹn ngào nói. Anh chỉ đang khiến em khổ thêm thôi. Anh hứa. Anh buông cô ra, cầm bàn tay cô lên xoa. Anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả. Chỉ cần em tin tưởng ở anh. Bảo vệ em bằng cách nào đây? Bằng mọi cách, bằng cả tính mạng này. Khuê im lặng. Cô biết rằng mình sẽ không thể nào chạy trốn khỏi anh nếu nó cho anh biết cô sẽ đi. Cô chỉ có thể tìm một lúc nào đó mà đi trong lặng lẽ. Vậy nên để cho anh an lòng. Nhưng cô cũng sợ. Hùng là người nói được làm được. Anh ấy sẽ chết thật thì sao? Có tiếng gõ cửa. Bích đang ngồi ăn sáng một mình. Cô uống chút nước, lau miệng rồi mới ra mở cửa. Người xuất hiện là Bảo. Anh ta cúi đầu chào một cái thái quá. Chào phu nhân. Đừng có đùa nữa, mau vào đi. Bảo đồng đỉnh đi vào bên trong. Anh nhìn xung quanh ngôi nhà tráng lệ của Bích, không khỏi thốt lên những tiếng thán phục. Wow, chị ở một mình ở nơi này sao? Bích ngồi lại vào bàn, cô tiếp tục dùng bữa. Có vấn đề gì không? Nó quá rộng so với chị. Tôi thích như thế. Nào, cậu đến đây để nhận tiền thì hãy nhận đi và đừng quan tâm đến những thứ khác. Bảo nhìn một cái bọc màu đen ở trên bàn của Bích. Anh đi tới gần và cầm lấy nó. Bảo mở ra xem. Đó là số tiền anh được nhận để dán lên những bức ảnh và loan tin cho cả trường. Đương nhiên, Bích không biết chuyện chính anh là người đã gỡ ảnh xuống. Tôi còn có một việc nữa muốn nhờ vả cậu. Đó là... Bích đặt đũa xuống, đứng dậy đi tới gần Bảo, nhếch môi nói. Làm cho con bé Khuê đó yêu cậu. Nghe thú vị đấy, chị sẽ trả tôi thế nào? Gấp 3 lần chỗ này. Ít quá. Vậy thì bất cứ giá nào. Nhưng mà tôi phải nói cho chị biết một điều. Cho dù có vậy thì chồng chị cũng không thể yêu chị được đâu. Bích gạt tay Bảo ra, cô ta nghiến răng nói. Đừng nói những chuyện không liên quan đến cậu. Tôi chỉ cần cậu trừng trị con bé kia thôi. Nhưng chuyện này tôi không dám hứa trước. Bích nhớn mày cười. Sao thế? Cậu sợ cái gì? Tôi sợ chị. Chị càng độc ác với họ, họ sẽ càng chống trả và càng yêu nhau hơn. Chị chưa yêu bao giờ, phải không? Bích tức giận. Cô gườm gườm nhìn Bảo. Anh đã nói sai rồi. Nhưng cô không yêu theo như cách người ta vẫn yêu. Khi cô yêu là cô muốn độc chiếm. Cho dù người đó không yêu cô thì thân xác của họ cũng nhất định phải là của cô. Đừng có hỏi tôi những điều như thế. Cậu chỉ đang làm cho tôi ghét cậu thôi. Bảo nhún vai. Anh cầm bọc tiền và dượm bước đi. Chị ghét tôi thì cũng không khiến tôi phải đau khổ đâu. Nhưng xin chị hãy nhớ, nếu như chị muốn chia rẽ tình yêu này thì chị sẽ là người đau khổ nhất. Bảo rời đi. Bích khoanh tay nhìn theo cậu. Đau khổ? Cô sợ mình sẽ đau khổ ư? Cậu ta đã đánh giá cô quá thấp rồi. Tình yêu đối với Bích không phải là tất cả. Nó chỉ là một trò chơi. Cô là kẻ dỗi việc không có gì làm mới đem nó ra chơi. Cô muốn nhìn con bé đó phải khổ sở vì cô và cả anh ta nữa. Anh ta sẽ phải biết được việc anh ta làm là xúc phạm đến cô. Đồ nhiều chuyện. Bích bùng một câu rồi đi lên trên tầng. Chồng của cô đêm qua lại không về. E rằng anh ta đang an ủi Khuê. Cô sẽ cho anh ta một cơ hội nữa. Tình yêu của cô có giới hạn chứ chẳng có vô biên đâu. Cách đây hơn một tuần, Khuê vẫn nhớ mình nằm bên cạnh anh và thấy hạnh phúc. Nhưng giờ đây mỗi sáng thức dậy nhìn thấy anh, lòng cô lại trào lên một chút gì đó như là tội lỗi. Cứ mỗi lần anh xuất hiện là cô lại không thể rời xa anh. Cô muốn đi khỏi nơi này, đến một nơi mà anh không thể biết. Nhưng cô sợ anh sẽ đau khổ. Khuê nhìn người đàn ông đang ngủ say ấy. Cô lặng lẽ rơi nước mắt. Ước gì cô không yêu anh, hoặc ước gì anh đừng có vợ. Anh ấy che giấu quá kỹ, đến nỗi mà khi yêu anh cô vẫn chẳng nghi ngờ gì cả. Cô biết anh có vợ chắc chắn cô sẽ không yêu. Dù cho lời nói của anh ấy có bay bổng cỡ nào, nhưng anh ấy nói đúng. Đó chính là nhân duyên của hai người
một nhân duyên nghiệt ngã. Em đang nghĩ gì thế? Hùng ôm cô vào lòng khiến cô giật mình, cô vội vàng lau nước mắt. Muộn giờ rồi, anh không đi làm. Còn em thì sao? À, hôm nay em có tiết buổi chiều. Hay hôm nay nghỉ đi, anh sẽ đem đi chơi cho khuây khỏa. Khuê lắc đầu từ chối. Đừng vì em mà bỏ bê công việc. Cô không nghĩ rằng mình sẽ xin nghỉ được chiều nay nữa. Nếu cô cứ trốn tránh mãi thì chẳng phải là thừa nhận tất cả. Có lẽ cô nên một lần đối mặt để biết bản thân có thể chịu đựng được hay không. Và mọi chuyện đúng như những gì Khuê dự đoán. Khi cô đến trường thì lập tức một loạt những ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Học sinh, giáo viên, mọi người đều có chung một ánh mắt, đó là khinh bỉ. Khuê cố gắng ngẩng cao đầu đi qua đám học sinh vô lễ, không chào cô như mọi khi. Cô đi qua đám giáo viên im lặng nhòm ngó. Ngồi trong phòng vẫn luôn niềm nở khi cô đến. Ngồi được vào chỗ làm việc, Khuê tự thấy đó là cả một sự nỗ lực và cố gắng. Cô không được gục ngã, điều ấy chỉ khiến cho những kẻ hại cô vui sướng thôi. Cô sao rồi, đã khỏe hơn chưa? Bảo bước lại gần cô, rất tự nhiên mà đặt bàn tay lớn lên cái trán nhỏ của cô. Khuê rụt người lại vì hành động của anh, Bảo cười và nói tiếp. Hôm qua tôi nghĩ cô bị sốt đấy. Không, tôi khỏe rồi. Thật chứ? Khuê không rõ vì sao người đàn ông này lại quan tâm đến cô như vậy. Nhưng khi tất cả đều xa lánh cô, chỉ có mình anh là vẫn nói chuyện và tỏ ra bình thường khiến cô cảm thấy rất cảm kích. Tôi không sao thật mà. Anh cứ làm việc của mình đi, đừng quan tâm tới tôi. Hùng lái xe đến văn phòng. Lúc vừa đến anh đã thấy chiếc xe của Bích đỗ ở ngoài. Hôm nay cô ta lại đến văn phòng ư? Trước kia nếu như công việc không có vấn đề gì quan trọng thì cô ta đâu có thèm lui tới nơi này. Hùng mở cửa bước vào, thấy Bích đã ngồi trên ghế làm việc của anh. Anh thở hắt ra một cái, còn cô thì tươi cười khi nhìn thấy anh. Trông anh khó chịu quá. Là do em đã ngồi lên cái ghế này à? Hùng không nói gì, anh ra chỗ bàn uống nước và ngồi xuống, bỏ đống tài liệu ra xem xét. Bích đứng dậy đi tới chỗ anh. Cô đặt tay mình lên vai anh, vuốt khẽ. Sau đó cô trườn nhẹ xuống ngực anh. Bích cúi sát khuôn mặt mình gần kề cổ anh, để ngực mình chạm vào lưng anh. Cô nhìn thấy bàn tay cầm tài liệu của anh run lên, khóe môi cô nở một nụ cười. Hùng tức giận đẩy Bích ra, anh chỉ vào cô. Đừng có làm thế với tôi, cô đang khiến tôi gây sợ đấy. Bích không hề tức giận, cô ngồi sang một chiếc ghế khác. Bích vắt chân lên nhìn anh như không hề có chuyện gì xảy ra. Tại sao hôm qua anh vẫn không về nhà? Tôi không thích. Em đã phải chờ anh rất lâu. Chờ tôi về ngủ cùng với cô chắc. Anh không sợ em nói ra mọi chuyện với bố mẹ à? Cho dù cô có làm bất cứ chuyện gì thì tôi cũng vẫn sẽ ở bên Khuê. Bích đổi ánh nhìn, trong đó như có muôn ngàn sự toan tính. Vậy sao? Hùng tránh ánh nhìn đó của cô, nó khiến anh cảm thấy bất an. Đúng vậy. Bích đứng dậy, cô rót hai cốc nước rồi đặt xuống bàn. Cô cầm tập tài liệu ở trên bàn lên xem. Đó đều là những con số thống kê từ các chi nhánh gửi lại. Hàng ngày anh ta ở bên tình nhân và giải quyết những chuyện này. Công việc của anh, cô là người rõ nhất. Cũng là người hiểu và có thể đưa ra những phương hướng tốt cho anh. Nhưng anh lại đi tâm sự với một giáo viên dạy văn. Ngu ngốc không hiểu thương trường là gì. Anh ta thật sự đã quá coi thường gia đình cô và cả những gì gia đình anh trao cho. Hình như là có sai sót. Hùng quay lại nhớ mà nhìn Bích. Bích đưa ra một bản thống kê, cô chỉ vào đó. Ở đây nếu số lượng đó là 500 cái, nhưng tiền tính sơ qua thì lại hơi thiếu hụt so với dự tính. Còn ở đây nữa, số lượng một cái nhưng tiền nó lại lãi nhiều hơn. Tổng vào có thể vẫn bằng lợi nhuận mà chúng ta cần, nhưng số lượng này là vốn là hàng tồn kho và đó là đồ thanh lý, không nằm trong kiện hàng mới. Rõ ràng đã có sự toan tính để trục lợi. Còn chưa kể chúng ta có thể lãi được nhiều hơn thế này nếu mà những đợt như mùa cưới các thứ. Hùng cầm lại tập tài liệu xem xét kỹ càng. Đúng như những gì Bích nói, số liệu này hoàn toàn sai và rõ ràng đã có kẻ gian dối. Hùng nhìn Bích, cô cũng đáp lại anh bằng một cái nhìn rắn giỏi. Đừng có đem công việc ra để mà tán tỉnh nhau nữa. Em nghĩ anh nên nghiêm túc với nó hơn đi.
Hùng không nói gì, anh chỉ cầm cốc nước lên uống. Bích liếc qua anh nói tiếp. Em không thể nhìn anh điều hành mọi thứ như thế này được. Cho nên nếu anh muốn ở bên con bé đó, yêu đương thì phải để sổ sách cho em tính toán. Hùng đặt cốc nước xuống đáp gọn. Được thôi, tôi cũng chán lắm rồi. Vừa nói xong, Hùng cảm thấy người mình như nóng ran lên. Có thứ gì đó đang sôi trào trong huyết quản. Nó khiến anh khó chịu và choáng váng. Hùng nhìn cốc nước rồi lại nhìn Bích. Anh nghi ngờ hỏi. Cô đã cho cái quái gì vào nước thế? Bích chậm rãi đi tới cửa và chốt nó lại. Sau đó cô quay lại nhìn anh. 5 phút nữa anh sẽ biết em đã bỏ cái gì vào. Cô ta thực sự là một người lẳng lơ. Nguyệt đưa điện thoại ra cho tất cả giáo viên cùng xem. Trong đó có cả hiệu trưởng và hiệu phó. Hiệu trưởng vừa xem vừa nhíu mày. Trên tay kia của ông là bức ảnh chụp Khuê cùng với Hùng bị dán lên tường hôm trước. Ông hiệu trưởng thở hắt ra một cái, dường như không vừa lòng. Nguyệt biết được điều đó liền nói tiếp. Sếp nên xem xét thế nào, chứ để một người suy đồi đạo đức thế này dạy học sinh là không ổn đâu. Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng mất. Được rồi, tôi sẽ xem xét trường hợp này. Một cô giáo khác vẫy tay nói. Còn xem xét cái gì nữa, anh cứ làm thẳng tay đi. Nhưng mà chúng ta không thể nghe từ một phía, biết đâu có uẩn tình gì thì sao? Nguyệt bật cười, cô nhìn mọi người như thể nghe được điều gì đó phi lý. Hiệu trưởng còn đang đòi điều tra chân tướng sự việc cơ đấy. Hiệu trưởng thở dài. Tôi muốn làm việc phân minh, chúng ta cần phải nghe lời tự bào chữa của Khuê. Nếu cô ta không đưa ra được bằng chứng thuyết phục để phủ nhận những việc này thì tôi sẽ sa thải cô ta. Ngay trong chiều hôm đó, một cuộc họp bất thường diễn ra. Gọi là bất thường vì nó không giống như cuộc họp giao ban hay cuộc họp đề xuất ý kiến hay bất cứ cuộc họp bình thường nào của trường. Nó là cuộc họp để giải quyết vấn đề của Khuê, để xem xét cô có cơ hội tiếp tục được giảng dạy tại ngôi trường này không. Nhưng Khuê không tham gia. Cô bỏ về giữa chừng, cùng với đó là một đơn xin nghỉ việc. Khuê tự cho rằng mình không muốn thanh minh gì. Vì trong trường hợp này cô nửa có tội, nửa không có tội. Cô có tội vì không thể rời bỏ cuộc đời anh. Cô vô tội vì đã yêu anh. Khuê lo sợ bố sẽ biết được chuyện cô bị sa thải, cho nên cô đã tự nộp đơn xin nghỉ. Cô thà hành động trước hơn để họ trả đạp mình. Cho dù cô có được tiếp tục dạy học thì đám học sinh ấy cũng không tôn trọng cô. Các đồng nghiệp cũng sẽ nhìn cô bằng một sự khinh bỉ. Cô gần như là một kẻ trắng tay. Ngoài gia đình ra thì cô chẳng còn gì nữa cả. Mở tủ quần áo và nhét tất cả chúng vào trong một cái túi lớn. Sau đó là những vật dụng khác. Cô không nói trai biết chuyện mình sẽ rời khỏi đây. Không một ai cả. Khuê tắt điện thoại, nhanh chóng bắt một chuyến xe để trở về nhà. Cô sẽ về thăm bố mẹ một ngày, nói với họ rằng cô chuyển nơi làm việc để họ yên tâm. Sau đó cô sẽ đi đến một nơi nào đó, cắt đứt liên lạc với anh, cắt đứt với nơi này. Chỉ có âm thầm như vậy mới có thể thoát khỏi cái vòng tròn tình yêu này. Cô không có cái hở nào để chạy trốn nếu còn gặp lại anh. Lúc chiếc xe khách đưa Khuê rời khỏi thành phố thì cũng là khi Hùng đến trường tìm cô. Trong lòng anh nhuốm đầy lo sợ. Anh đã mắc bẫy quá dễ dàng. Nhưng khi tới trường, anh chỉ thấy người đàn ông mà anh thấy bắt chuyện với cô lần trước bảo. Cô đã xin nghỉ việc rồi. Hùng vội quay người chạy đi. Ở đằng sau bảo cô nói với anh rằng cô ấy cũng sẽ không có ở nhà đâu. Hùng dừng lại. Anh quay đầu nhìn người đàn ông này. Hắn nói gì? Hắn là ai mà biết lúc này Khuê không còn ở nhà nữa? Trong khi Hùng đang suy nghĩ miên man thì bảo bước lại gần. Anh ta đút tay vào túi quần thể thao của mình một cách đầy tự tin nói. Một người đàn ông không thể làm chủ được tình cảm thì sẽ khiến người con gái mình yêu phải đau khổ. Một người đàn ông luôn dễ dàng xúc động trước hoàn cảnh cũng sẽ là một người luôn để người mình yêu gặp nguy hiểm. Anh nói gì cơ? Tôi chỉ đang nói vu vơ. Anh thấy có gì giống bản thân hay sao? Hùng nhích môi cười. Anh bước tới gần bảo gằn giọng. Anh là gì với cô ấy? Trong lòng anh đang nghĩ tôi là ai? Hùng như phát điên khi anh nghe bảo nói Khuê đã nghỉ việc và không còn ở nơi này. Anh đã cảm thấy người đàn ông này có mối liên hệ nào đó với cô. Giờ anh ta còn nói với anh những câu đặt ẩn ý như thế này. Hùng nắm lấy cổ áo bảo trợn mắt lên. Nếu anh dám tư tưởng đến Khuê,
Anh nghĩ tôi thích Khuê hay là Khuê đã thích tôi mà phải tức giận như vậy? Mày nói gì? Tại sao trong lòng anh để sinh nghi ngờ dễ dàng đến như thế? Anh không kiềm chế được cảm xúc của mình à? Hùng giáng một cú đấm xuống, nhưng Bảo nó nhanh chóng bắt lấy nắm đấm của anh một cách dễ dàng. Cùng với đó, Bảo nghiến răng khóa lấy cánh tay rắn chắc của Hùng. Hùng nhăn mặt, đau đớn. Bảo nhìn xuống anh ta, ánh mắt mang đầy sự thương hại. Trước khi nghĩ đến yêu một ai đó, thì anh phải biết được anh sẽ khiến họ hạnh phúc hay là khổ đau. Bảo buông tay ra, Hùng bực tức vặn vẹo cánh tay của mình. Anh không nói gì cả, đến giờ anh vẫn không hiểu người đàn ông này có gì với Khuê. Hắn yêu cô hay là cô đã phải lòng hắn? Nhưng hắn nói đúng, tại sao anh phải sinh nghi khi mà cô đã vì anh mà đau khổ? Anh đúng là một thằng khốn nạn. Hùng quay người chạy đi. Anh có một linh cảm rằng từ đây anh sẽ mất Khuê mãi mãi. Hùng chợt nhớ lại những cảnh tượng đó. Đó là thứ thuốc khơi gợi ham muốn. Bích đã nghiền nát một viên và bỏ vào cả trong hai cốc nước. Anh uống bất cứ cốc nào cũng sẽ đều lọt bẫy của cô. Hùng loạng choạng gạt Bích ra. Cô không khỏe bằng anh, nhưng cô lại cầm tay của anh lên, đặt vào ngực mình. Sau đó ôm chầm lấy anh. Anh nghĩ có thể ra ngoài trong bộ dạng này á, nếu như mọi người nhìn thấy. Tôi không quan tâm, cô mau tránh ra. Hùng cố gắng giành giật với Bích chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Anh không hiểu sao Bích lại phải làm như thế này. Cô ta đâu có yêu anh. Ngay từ đầu chính cô cũng đã nói việc hai người lấy nhau chẳng khác gì thực hiện một bản hợp đồng. Giờ cô lại thay đổi là ý gì chứ? Chẳng lẽ đến nước này rồi anh cũng không thèm đoái hoài đến em à? Bích ngẩng đầu lên hỏi. Anh có đủ thời gian để chạy đến bên Khuê của anh không? Giọng của Hùng bắt đầu khàn đi. Mắt anh hoa lên. Anh thấy người mình nóng lên đến mức muốn cởi bỏ quần áo. Hùng đưa tay cởi một nút áo của mình ra. Anh cố đẩy Bích đang ôm chặt eo mình nhưng không được. Anh chưa bao giờ thấy mình nhạy cảm với việc tiếp xúc phụ nữ như thế này. Anh có thể làm được mà, đúng không? Anh sẽ làm thế với em như từng làm thế với con bé đó. Tiếng nói của Bích trầm bổng ngay bên tai. Hùng thở dốc như ai đó đang thắt khí quản của anh lại. Anh nắm lấy vai của Bích, nhìn cô như thể người đói nhìn một miếng thịt. Cô ta là ai mà anh không hề biết, dường như là một ai đó mà anh quen. Khuê ngồi trên xe và nhìn xuống bức ảnh Bích gửi cho cô. Trong ảnh là chị và Hùng đang nằm cạnh nhau. Hùng say ngủ, đầu ngả lên vai chị. Khuê tắt máy, cô quay mặt đi. Đó mới chính là lý do khiến cô không còn muốn ở lại thành phố này. Lẽ ra cô nên phải đi sớm hơn, cô không nên ràng buộc anh. Khuê đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với tình yêu này. Nó sẽ không đi đến đâu cả. Ngay từ đầu lẽ ra cô nên biết điều đó. Hùng gọi điện nhưng Khuê không bắt máy. Cô chặn số của anh đi. Nếu như có thể nói được với anh một điều gì đó vào lúc này, cô sẽ nói với anh lời tạm biệt. Nhưng nếu cô nói ra điều đó thì anh sẽ điên cuồng đi tìm cô. Cô muốn anh từ từ chấp nhận. Sẽ rất nhanh thôi, tình yêu dành cho cô sẽ phai nhạt trong lòng anh. Rồi cả hai sẽ chỉ là dĩ vãng của cuộc đời nhau. Hùng đặt tay lên điện thoại trên bàn. Anh đang ngồi trong phòng mà Khuê thuê trọ. Cô ấy đúng là đã dọn đi. Hùng nghĩ cô ấy về nhà bố mẹ, nhưng anh không biết nhà cô. Khuê cũng không có nhiều bạn, có thì cũng không thân. Cô ấy rất nhút nhát, không quan hệ rộng, nên khi mất tích thì giống như đã bốc hơi khỏi cuộc đời. Hùng đứng dậy và trở về căn biệt thự. Anh cũng muốn dọn khỏi đó. Anh sẽ dọn đồ tới đây và đợi đến khi Khuê quay lại. Anh cũng sẽ chia tay với Bích. Dù cô ta có đồng ý hay không thì anh cũng sẽ đơn phương ly hôn với cô ta. Nhưng vừa về đến nhà thì Hùng đã thấy hai chiếc xe quen thuộc đỗ ở trong sân. Bố anh và bố của Bích đang ở đây. Chẳng lẽ họ biết chuyện gì rồi? Hùng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Anh vội vàng đi vào nhà. Hùng nhìn thấy Bích và bố mẹ đang ngồi ăn với nhau. Họ dường như rất vui. Bích mỉm cười chạy đến khoác tay anh như thể cả hai vợ chồng là thân thiết lắm. Anh về muộn thế, quà của em đâu? Quà gì? Bích bấm ngón tay mình vào cánh tay của Hùng, mắt nháy nhỏ với anh. Sinh nhật của em, mau hợp tác đi. Hùng giả vờ cười, anh nhìn bố mẹ rồi lại nhìn Bích. Quà là bí mật, đến tối là sẽ biết. Mọi người cùng cười trước câu nói của Hùng. Chỉ có anh là lặng lẽ gạt bàn tay của Bích ra khỏi tay mình.
Bích nhếch môi, cô bước đến cố tình khoác lại tay anh. Qua một hồi ngầm giằng co, cuối cùng thì Hùng đành phải để nguyên Bích gánh vào tay thì thầm. Nếu như anh muốn ly hôn thì đây là cơ hội của anh đấy. Hùng không trả lời, anh nhìn bố mẹ mình và bố mẹ của Bích đang nói chuyện vui vẻ, nghe những chiến lược kinh doanh mà bố và bố vợ đang trình bày. Hùng cảm thấy trong lòng mình rối bời. Anh không thể nói với họ rằng anh sẽ ly hôn với Bích vì một cô giáo dạy văn nào đó. Nếu anh có nói thì họ cũng sẽ tìm cách chia rẽ. Chỉ một mình Bích đã đủ khiến anh lao đao. Nếu cả gia đình anh cũng hại khuê. Hùng cúi đầu, anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Khi bố mẹ đã ra về, Hùng ngồi lặng lẽ trên bàn ăn. Bích vẫn nhâm nhi ly rượu vang và nhìn anh đầy hứng thú. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Hùng hất mạnh tay cô ra, nghiến răng nói. Đừng bao giờ chạm cái bàn tay bẩn thỉu đó vào người tôi nữa. Anh nghĩ mình cũng sạch sẽ sao? Cơ thể anh giờ đã bẩn thỉu đến nỗi toàn mùi của con bé đó. Hùng, anh phải hiểu rằng nó không xứng với anh. Người phù hợp nhất chỉ có thể là em. Tôi muốn ly hôn. Cơ hội của anh đã qua rồi. Hùng nhìn chăm chăm về phía trước. Anh nắm chặt lớp vải quần. Tại sao cuộc đời anh lại sinh ra vào một gia tộc đã lụn bại, phải đi cầu cạnh một danh gia vọng tộc khác? Tại sao anh lại trở thành món hàng đồ chát? Tại sao cô ta phải yêu anh? Tất cả chính là số phận. Có tiếng chuông cửa bên ngoài. Người giúp việc ra mở cửa, bảo theo cô ta bước vào nhà. Hùng nhìn anh đầy ngạc nhiên. Cả Bích cũng trở nên rối bời hơn. Cô ta đứng dậy, đi tới chỗ Bảo. Bảo mỉm cười cúi đầu chào thái quá như mọi khi. Xin chào. Tại sao cậu? Hùng nhìn Bích như bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Các người đang âm mưu với nhau điều gì? Bích ngẩng cao đầu, cô nói bằng một giọng lạnh tanh. Còn gì khác ngoài chuyện chia rẽ anh và con bé đó? Em đã nói rồi, thứ gì em không đạt được thì em sẽ đạp đổ. Khuê đã phải lòng Bảo rồi. Bảo đang định nói gì đó thì Bích liền nháy mắt ngăn lại. Anh ta nhếch môi cười xòe tay ra. Đưa tiền đây. Tôi sẽ trả đầy đủ không thiếu một xu. Tốt nhất là bây giờ cậu nên biến đi trước khi chứng kiến cơn phẫn nộ của chồng tôi. Hùng lao tới gạt Bích ra rồi nắm lấy cổ áo của Bảo, cho dù anh biết mình không đánh được anh ta. Bích đi tới gỡ tay Hùng ra nhưng lại bị anh bất ngờ tát một cái. Bích ôm lấy má của mình kinh hãi. Anh ta vừa mới đánh cô, có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra được điều này. Hùng đánh cô. Đồ rắn độc, tôi hận cô. Hùng bỏ lên trên nhà. Anh ấn số điện thoại của ai đó. Khi họ nhấc máy, Hùng liền nói nhanh. Tìm giúp tôi số điện thoại này bằng bất cứ giá nào. Khuê trở về nhà lúc đêm muộn, khi bố mẹ đã ngủ hết. Cô không muốn gọi cửa nên đã ngồi bên ngoài, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau mẹ ra mở cửa, bà thấy Khuê nằm trên cái phàn trước hiên liền hoảng hốt đến lay dậy. Trời ơi, con bé về này, về từ bao giờ mà không gọi cửa? Khuê mê man. Cô nhìn thấy mẹ mà như bao nhiêu tuổi hờn bỗng ùa về. Khuê ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Cô chưa bao giờ khóc nhiều đến như thế. Có lẽ nước mắt cả cuộc đời cô đều đã thấm vào lồng ngực của mẹ. Chỉ có gia đình, chỉ có mẹ, chỉ có bố là người khiến cô bình yên vào lúc này. Sao thế hả Khuê? Mẹ không hiểu vì sao Khuê lại khóc nhiều như vậy. Rồi bà nhận ra cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mẹ Khuê vào gọi bố để ông đưa cô về nhà. Sau đó hai người, người thì nấu cháo, người thì mua thuốc, người thì đắp khăn lạnh cho cô. Trong mơ Khuê thấy cảnh lần đầu tiên gặp Hùng ở đại lý nội thất của anh. Nhưng cô từ chối một cái giá sách ấy. Cô chỉ xem nó rồi đi ra. Còn anh thì không thích cô. Anh đứng bên Bích đầy hạnh phúc. Hai người như kẻ xa lạ, chỉ là hai người như bao nhiêu người khác đã lướt qua đời nhau. Mẹ Khuê lo lắng nhìn chồng. Cả hai người đều không biết được câu chuyện thế nào, nhưng họ đều đoán cô gặp vấn đề về chuyện tình cảm. Gần hai tuần trước, Khuê có nói sẽ đưa bạn trai về ra mắt, nhưng rồi nó gọi điện lại bảo anh ta bận. Rồi bây giờ lại về đây khóc lóc đau ốm. Chuyện này rõ ràng có liên quan đến nhau. Đến tận chiều tối Khuê mới tỉnh lại. Cô nhìn bố mẹ mình chờ đợi những câu hỏi, nhưng cả hai đều không hỏi gì. Họ bảo cô nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi còn trở lại với công việc. Khuê ngồi dậy, cô cúi đầu thông báo. Con đã xin nghỉ việc rồi.
Bố cô lập tức quay lại, ông nhìn cô. Tại sao? Ở đó con không được tôn trọng. Sao lại không được tôn trọng? Mẹ Khuê hỏi. Mẹ biết cái đám trẻ con thành phố mà. Trẻ con nào cũng không thể vô lễ quá mức với giáo viên dạy mình như thế được. Bố Khuê như không tin, ông ngồi lại chiếc ghế bên cạnh giường hỏi như chất vấn. Thì rốt cuộc là có chuyện gì? Con đã gây ra chuyện gì đến mức phải nghỉ việc hả? À? Bố lúc nào cũng sẽ nghĩ mọi chuyện là do bản thân gây ra, họa là do bản thân không biết cách đối ứng với hoàn cảnh. Một người giỏi giang là người phải vượt qua được muôn ngàn sóng gió. Nếu như không vượt qua thì hẳn là lỗi ở mình. Khuê không dám nhìn vào đôi mắt cương trực của bố. Đó giống như là một tấm gương soi tội lỗi khiến cô hổ thẹn. Nào, nói đi Khuê. Trả lời bố đi con, đừng sợ. Con không làm gì sai cả. Thế thì vì sao mà con phải nghỉ việc? Con... Vì con đã bị lừa. Ai lừa? Lừa cái gì? Giọng bố như lớn hơn khiến Khuê càng sợ hãi. Khuê ấp úng. Anh ta... Người yêu của con. Anh ta là người đã có vợ. Bố đứng dậy, cái ghế đổ ụp xuống sàn. Sự tức giận trong mắt bố hiện lên. Ông đi đi lại lại, tay chắp ra đằng sau như để kim nén mình không thể làm điều gì đó quá đáng. Mẹ Khuê nuốt nước bọt sợ hãi. Bà ngồi xuống cạnh con gái mình, ôm lấy con. Khuê cúi đầu, cô không có gì để biện hộ cả. Là cô sai, bố trừng phạt cô cũng được. Chỉ có bố mới khiến cô cam lòng chịu phạt. Nhưng bố không nói lớn như mọi khi. Bố không đánh cô hay nạt nộ mẹ vì tức giận. Bố nhìn cô đầy đau đớn, đầy thất vọng, giống như cô đã làm sụp đổ thanh danh của ông. Con bị vợ nó tìm đến à? Bố hỏi. Vâng. Rồi con chạy trốn về nhà. Vâng. Đáng ra con nên xin lỗi cô ấy. Con đã gây ra một nghiệp chướng đấy, con có biết không? Con biết ạ. Bố đã mất bao nhiêu năm để dạy dỗ. Thế mà... Bố càng nói càng nghẹn lại. Cuối cùng ông không nói được gì nữa, chỉ mở cửa và đi ra ngoài. Khuê nhìn mẹ, cô ngả đầu lên bờ vai của bà. Nếu là một người khác, sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ đã có tư tưởng tiến bộ thì họ sẽ thấy cô khổ sở. Nhưng cô biết bố luôn hướng đến một hạnh phúc trong sạch, một hạnh phúc mà bản thân được nhận dựa trên những điều mà mình đã làm. Còn nếu cô gieo gió thì ắt sẽ phải gặt báo. Rồi bây giờ con sẽ làm gì nữa hả Khuê? Ngày mai khỏi bệnh rồi con sẽ đi tới một nơi khác và tìm việc. Việc là con xin nghỉ chứ không phải bị sa thải, cho nên mẹ yên tâm. Con vẫn có một cơ hội làm việc ở nơi khác. Con có yêu người đó lắm không? Đột nhiên khi mẹ hỏi đến vấn đề này, Khuê lại không trả lời được nữa. Cô có yêu anh không? Tất nhiên là có. Cô yêu anh rất nhiều. Yêu đến không thể dứt bỏ. Yêu là như yêu sinh mạng này. Để đến khi quyết định rời xa anh, cô đau như thể đã chết đi. Cửa phòng được mở ra. Bố xuất hiện với điện thoại của ông. Ông đưa nó cho cô và bảo. Hùng muốn nói chuyện với con. Khuê lắc đầu, sợ hãi. Nhưng bố vẫn ép cô nghe. Ông bảo. Hãy rõ ràng với nó rằng con không yêu nó nữa. Và bố mẹ cũng sẽ không chấp nhận nó. Khuê nhận lại cái ống nghe. Cô hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị tinh thần. Sau đó cô nói nhẹ đến nỗi chỉ đủ cho mình cô nghe. Em đây. Nhưng hình như anh vẫn nghe thấy. Vì thế nên em mới khóc. Anh sẽ đến gặp em được không? Khuê lướt nhìn bố mẹ, cô lắc đầu. Không. Bố mẹ em không muốn gặp anh và em cũng vậy. Chúng ta kết thúc rồi. Là anh bị hại. Là Bích đã bỏ thuốc vào. Mà thôi, em chỉ cần biết là anh yêu em. Anh tuyệt đối sẽ không có một tà niệm gì với Bích. Chuyện đó anh không cần giải thích nữa. Nó không còn quan trọng. Giọng của Hùng như trở nên gấp gáp hơn. Đừng bỏ anh. Em biết anh sẽ làm gì mà. Không còn kịp nữa đâu Hùng. Sẽ chẳng có anh chết cả. Chúng ta đều phải sống tiếp mà không có nhau. Bằng cách nào mới được chứ? Hãy quan tâm Bích. Quan tâm đến chị ấy một lần đi. Chị là người đáng thương. Hùng như bị dồn đến chân tường. Anh gào lên trong điện thoại. Em điên rồi. Anh không thể quan tâm đến người mà anh không yêu.
Anh phải thử, còn hơn cứ đặt cược vào một ván bài mà biết chắc mình sẽ thua. Không đợi Hùng nói thêm gì nữa, Khuê gắt máy. Cô còn tháo luôn pin điện thoại của bố, ngồi thẫn thờ. Điện thoại của mẹ đổ chuông, Khuê giật lấy tắt luôn nguồn đi. Cô đã dứt khoát hoàn toàn, cô không thể tha thứ cho bản thân được nữa. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bố, nhìn thấy những gì mà Bích gây ra cho cô mới biết việc yêu anh chỉ khiến cho tất cả thêm đau khổ và tội lỗi. Bố vuốt tóc cô, ông không nói gì. Trước giờ ông luôn kiệm lời, nhưng cô biết ông luôn yêu thương cô. Khuê nhắm mắt, cô thầm cảm ơn trời vì đã để cô còn gia đình. Nếu như không có bố mẹ, thì khi đau khổ cô biết sẽ phải về đâu. Khuê tới một thành phố mới và xin vào một trường tư dạy. Lương ở đó khá, cũng không biết gì về quá khứ của cô. Ở trường tư những học sinh đều là con nhà giàu, chúng có lối tư tưởng phóng khoáng, yêu đương cũng phóng khoáng. Khuê đã từng tâm sự với một cô học trò. Cô ta nói đang yêu một người đàn ông hơn 10 tuổi, làm cho một công ty bất động sản. Cô yêu anh vì tiền, dù nhà cô chẳng nghèo khó gì. Một cậu học trò thì kể yêu một lúc ba cô, nhiều khi đau đầu không biết phải đi chơi với ai và không thể trả lời kịp tin nhắn của ba người. Tất cả những mối quan hệ ngày càng trở nên phức tạp. Mọi người dần dần rồi sẽ phát hiện ra yêu ai không còn quan trọng. Quan trọng là họ đáp ứng được những nhu cầu tinh thần của mình. Khuê tự nghĩ, hình như cô là vẫn tôn thờ thứ tình yêu chân thành, trong sáng, không có đố kỵ và sự ích kỷ. Hùng tìm cô khắp nơi, anh không biết cô đã đi đâu, không tìm được thông tin từ ai. Khuê không có bạn thân nhất nào, những người bạn của cô đều nói rằng họ quá bận rộn để gặp Khuê trong khoảng thời gian gần đây. Hùng tìm Khuê suốt 3 tháng trời, còn thuê cả người tìm tung tích, nhưng cô vẫn không xuất hiện trong cuộc đời anh. Nhiều khi về nhà nhìn thấy Bích đang ngồi đùng đỉnh, anh chỉ muốn chạy trốn. Sự chán ghét lên đến đỉnh điểm là khi anh tự biên một đơn ly hôn và tự ký trước. Sau đó Hùng đưa cho Bích và chờ cô suốt một tuần, cô vẫn không ký. Bích nói rằng nếu cả hai ly hôn, mọi chuyện kinh doanh sẽ bị xáo trộn không ít. Anh nên nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì đó. Anh cần trưởng thành. Hùng nói, tôi chỉ muốn có người tôi yêu. Tại sao phải khó khăn như vậy? Chúng ta đâu có yêu nhau. Em đã yêu anh, Bích nói thản nhiên. Anh không nhận ra nhưng em yêu anh. Điều có gì là sai trái không? Hùng nhìn Bích, anh không nói được gì nữa cả. Cô ta yêu anh, đây là chuyện nực cười. Trong mắt cô từ trước đến nay, anh chỉ là một thằng ngu ngốc hèn hạ. Anh không thông minh bằng cô, cũng không phải là người lý trí như cô. Anh chỉ có một ước nguyện nhỏ, đó là được yên bình sống với Khuê. Vậy mà cô ta lại yêu anh. Hùng ngồi bệt xuống sàn, anh ôm lấy đầu mình. Anh đã quá mệt mỏi vì yêu Khuê, giờ lại càng tuyệt vọng hơn khi Bích nói yêu anh. Thà cô đừng nói yêu tôi, thà cô cứ nghĩ tôi là thằng ngu ngốc đến cầu xin cô sự cứu giúp. Anh nghĩ rằng em để cho không một khối tài sản cho người mà em nghĩ là ngu ngốc à? Em được dạy là luôn hành động trong một sự toan tính, tức là việc đó phải có lợi cho em. Cô có lợi gì khi lấy tôi đâu? Em sẽ được ở bên anh, em sẽ được là vợ anh. Bích đi tới, cô ngồi xuống cạnh Hùng, sau đó ôm lấy anh, để đầu anh áp lên ngực mình. Cô yêu anh và cô sẽ làm mọi thứ để có được anh. Dù anh không yêu cô cũng được, nhưng trừ khi cô yêu người khác thì anh mới được thoát khỏi cô. Bích đưa tay Hùng đặt lên bụng mình, cô thì thào. Đây mới là nhân duyên của anh, đây mới là số phận của chúng ta. Chúng ta phải ở bên nhau. Hùng rụt tay lại, anh ngẩng đầu nhìn cô đầy kinh ngạc. Bích mỉm cười, cô vuốt ve sự kinh ngạc ấy của anh. Hãy chào con của chúng ta, em đã dành tặng cho anh cả một sinh linh đấy. Hùng lắc đầu, anh lùi lại. Không thể nào, không thể nào được. Tại sao lại không thể? Điều khó tin mà trở thành hiện thực thì có nghĩa là nó đã được trời định. Cô có thai thật sao? Anh không định nhận con. Tôi yêu Khuê, tôi chỉ yêu Khuê thôi. Bích bật cười, cô như sung sướng trước sự đau khổ của anh. Tình yêu thật là kỳ diệu, nhưng không phải là đấng toàn năng. Nói rồi Bích đi vào trong phòng, tiếng cười của cô còn kéo dài mãi.
Hùng ngồi giữa ngôi nhà rộng lớn mà chỉ có anh ở lại đêm tân hôn này. Người đàn bà mà anh không yêu sẽ là mẹ của con anh. Còn điều gì tuyệt vọng hơn nữa? Khoảng 2 năm sau, Khuê trở về thành phố cũ trong một lần công tác. Trước khi nhận chuyến công tác này, cô đã phải phân vân rất nhiều. Những người ở trường mới cũng biết chuyện cũ của cô, nhưng họ đều động viên cô nên đối mặt với quá khứ, và Khuê đã đồng ý trở về. Chị Nguyệt vừa thấy cô đằng xa đã đi tới, đẩy cái gọng kính như đang cố nhìn ra xem cô có phải là Khuê không. Khuê tươi cười cúi đầu chào chị. Lâu quá không gặp. Nguyệt thấy Khuê đi với giáo viên giàu có trường tư, thấy cô xinh hơn, thấy cô như đã có phong thái hơn thì liền xấu hổ. Chị ta không dám nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời lắp bắp. Em khác quá, chị nhận không ra. Mấy người khác ở tổ văn, tổ toán hay tổ thể dục thế nào? Vẫn thế thôi. Nguyệt định đưa Khuê đi thăm lại trường và mấy người đồng nghiệp cũ, nhưng Khuê từ chối. Cô không về đây để gặp lại mọi người. Cô chỉ muốn nhìn lại nơi mà ngày xưa cô đã bao phen phải chạy trốn. Khi vượt qua được nỗi đau, cô mới thấy mình đã làm đúng. Cô không hối hận gì cả. Khuê nghỉ tại một khách sạn 5 sao so nhà trường đằng trước. Thời gian của cô cũng được thoải mái. Ngoài chuyện ban ngày phải đi gặp một số người cấp cao trong bộ giáo dục ra thì buổi tối cô được tự do. Nhưng thật đáng tiếc, buổi tối trời mưa khá to nên Khuê đành phải bắt taxi. Khuê đi tìm lại những hàng quán ngày xưa cô và Hùng hay tới. Cô nhớ là kỷ niệm như một chuyện buồn man mác. Tất cả đã không còn khiến cô sôi trào như trước. Thời gian đúng là một liều thuốc tiên. Trời tạnh mưa, Khuê mua một cây ô để nếu cô đang đi bộ và trời cứ đổ mưa thì cũng có cái mà che chắn. Khuê cứ đi mãi, cho nên khi bước chân đưa cô tới một cửa hàng nội thất của Hùng. Anh giờ đã là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực nội thất. Sản phẩm của anh được ưa chuộng không chỉ trong nước mà còn ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Đó là một thành tích trong sự nghiệp của anh và có vẻ như xa cô anh mới đạt được thành tích đó. Xin hỏi quý khách đang tìm gì ạ? Khuê ngơ ngác nhìn cô gái trẻ đang hỏi mình. Cô nhớ lại hình ảnh ngày xưa khi cô cũng lang thang như thế này. Và Hùng bước đến hỏi cô như vậy. Khuê mỉm cười bảo. Tôi chỉ xem thôi. Cô gái gật đầu cười thân thiện rồi rời đi. Phong cách làm việc chuyên nghiệp, đối đãi với khách hàng như thượng đế. Anh đã điều hành công ty rất tốt. Khuê đột nhiên nhìn thấy một dãy giá sách. Có cả mẫu giá sách ngày xưa mà cô đã chọn mua. Cái mà anh gọi là nhân duyên. Đã 2 năm rồi mà nó vẫn được sản xuất và bán với giá đó không thay đổi. Chẳng lẽ anh vẫn đợi cô? Sự tự suy diễn này khiến tim cô nảy lên một cái. Cô vội nén đi. Có lẽ đó chỉ là vô tình. Anh đã quản lý 100.000 công việc. Làm sao mà còn để ý đến người tình 2 năm trước đã khiến anh đau đớn nữa. Khi đi ra cửa, cô mới nhớ ra là ngày mai mình phải trình báo một bản báo cáo khác về các phương pháp giảng dạy mới. Mà giờ cô chưa chuẩn bị để thuyết trình. Lúc Huy vừa đi khỏi thì cũng là lúc xe Hùng đi tới. Cả hai người lướt ngang qua nhau, họ không hề thấy nhau. Một người đàn ông lái xe bước xuống mở cửa cho Hùng. Hùng bế theo một đứa bé trai. Anh đứng đợi Bích bước xuống, rồi cả ba người cùng vào trong cửa hàng. Cô nhân viên vừa rồi chạy ra trêu chọc đứa bé. Đứa bé ôm lấy cổ Hùng trốn đi. Hùng và Bích bật cười vì sự đáng yêu của con trẻ. Xin lỗi, vừa rồi tôi có để quên chiếc ô ở. Tất cả cùng quay lại, thấy Khuê đứng sững ở cửa. Câu chữ cuối cùng như vẫn đọng lại trên lưỡi của cô. Nó chưa được cô nói ra. Hùng nhìn cô bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về. Bích lướt nhìn anh. Cô chờ đợi phản ứng từ anh. Khuê cúi đầu cười. Sau đó cô bước đến lấy chiếc cổ trên giá sách rồi đi ra khỏi cửa. Hùng cứ nhìn cô như vậy. Đứa bé trên tay anh bi ba bi bô tập nói. Tập cho đến khi Khuê khuất sau cánh cửa, hai người vẫn không thể nói với nhau thêm một câu gì. 2 năm đã trôi qua, mọi tư ngữ, mọi nông nổi, mọi sự cuồng nhiệt đều chỉ còn là lặng im. Khuê đứng yên lặng trong cái lạnh của cơn mưa vừa mới dứt. Cô nghĩ đến chuyện đây sẽ là lần cuối cùng mình sẽ trở lại nơi này. Chỉ đến khi một trong hai người chết đi, chắc chắn cô mới được trở về. Tuy rằng có những chuyện đã không được như xưa nữa, nhưng cô chắc chắn có một thứ gì đó như là bí mật giữa hai người. Nếu tình yêu có thể còn mãi với một người không thể ở bên cạnh thì đó chỉ là một chấp niệm. Người buông bỏ được chấp niệm mới là người hạnh phúc. Rất nhiều năm sau khi bố của Khuê qua đời vì một cơn đột quỵ,
Ông đã sống cả đời trong sự trong sạch, có rất nhiều người tới viếng ông. Khuê đứng trong cơn mưa thu lành lạnh, xin lỗi bố về những điều mình đã gây ra. Rồi khoảng 2 ngày sau, cô nhận được một cuộc điện thoại của Hùng. Anh nói rằng anh biết tin bố cô mất nên đã hỏi người ta số điện thoại của cô để gọi điện về chia buồn. Sau đó anh còn nói anh chưa bao giờ hết yêu cô cả. Cả cuộc đời này anh vẫn sẽ nhớ về cô như cô là một người tình đặc biệt của anh. Vậy nên nếu không thể buông bỏ được chấp niệm để tìm kiếm hạnh phúc thì hãy để nó ở đó, vấn vương, nhớ thương, coi nó như một điều đẹp đẽ ta từng có được. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Nhân tình lạc lối qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe thêm được những câu chuyện hay và hấp dẫn, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.